đang đi AN on one. Đang đi AN on one nha mọi người. Ở Tân Phú thì hiện tại là đang trong giãn cách xã hội, nên là Bola với lại mọi người chỉ đi mua những cái thứ cần thiết thôi. Mà hiện tại thì Bola thấy là ở trong đây đang mở cửa mấy cái cửa hàng quần áo rồi này kia, chỉ có đồ ăn đồ uống và mấy cái khu vui chơi là đóng cửa lại thôi. Nè mọi người ơi, hiện tại thì tất cả những cái khu hoạt động vui chơi AEON đã đóng cửa. Khoa ơi, em muốn xin hình ảnh của Khoa lên vlog của em. Khoa mới mua đồ trong H&M. Mấy cái quán ăn ở đây thì bắt đầu mở lại rồi, nhưng mà hình như là cũng không có mở hết, có mấy tiệm vẫn đóng. Nay Bola đánh mắt màu tím như bị bầm không? Không, không như bị bầm. Đẹp. Những cái tiệm này á là không phải đóng, hình như mua về hay sao á anh? Cho ăn. Cơm tiên kỳ này là đóng. Udon này mở. Cho mình một cái mì udon cà ri, thịt heo, tẩm bột chiên. Size lớn nha. Lớn. Đi vào đó luôn. Gần một tháng là mới đi ra đường.
chắc chắn sắp tới mới lạnh nó mở mắt đúng rồi. Ngon, cái này cũng ngon luôn. Cái quê không ngon. Ngon, cái này cũng ngon. Cái của Phan Anh là chắc giống hoa mà khác, khác cái thịt thôi. Cái này là tiệm Marukame Udon của Nhật nha mọi người. Đó giờ lần đầu tôi là ăn cái tiệm này luôn. Nói chung là tiệm này kiểu thấy hoài mà không có ghé lại. Cứ Bola với Khoa là hay đi ăn mấy cái quán quen thuộc á. Quán nào ăn được thì cứ ăn đi ăn lại hoài. Sau một thời gian lâu mới ăn quán mới. Ê, đó giờ em tưởng cái này không ngon là gì không? Ừ, ngon vậy. Vô trong đó thử cái quần hai trừ lại đó vừa em mua cho em. Ok. Bự đúng không? Bị rộng thôi. Chân mày heo 41 rưỡi lận rồi, này 41. Mua được không? Size nhiêu? 7 chị. Size bao nhiêu? Size 41. Má này mang lướt là đỉnh luôn phải anh. Bé chắc. Rồi, đây qua Nike kỳ qua đây. Nike, Nike, Nike. Xanh dương trắng quần dài á, size nhỏ nhất là F. Ủa không, cái này nè, cái này nè. Ê từ đầu nè, cái này rồi em đi thử đi. Đây nào, là giá á. Giá cao. Có một mở thôi. Đây là này thôi. Đồ đẹp quá vậy. 3 triệu. 2 triệu, 2 triệu 9. Ờ 3 triệu. Quên mình đang ở cái này là gì thằng anh? Decathlon. Decathlon ở trong Tân Phú, Elmont Tân Phú. À, cái chỗ này bán nhiều đồ thể thao lắm, đồ mấy cái leo núi này, nói chung là đầy đủ hết. Tất cả những gì về thể thao là sẽ đầy đủ hết. Đó. À.
bơ đâu bạn. Có bán thuyền. Nó có bán thuyền. Mua thuyền. Hỏi đi vô mall mua gì mua thuyền. À, nón nó hơi bị đẹp, nón tennis. Thanh Anh đổi combo này. Ơi đẹp quá Khoa. Mua ơi. Anh lại đây em chỉnh cho này nè. Ồ, oh, ok. Quay qua. Ok man, yeah. Ok, combo. Dạ. Này combo của bút bê. Ai vừa muốn nhìn đúng một lần. Em thấy cái nón nãy đẹp hơn. Tao mua gì đâu, phải mua hai cá nữa mà. Vô ngủ đi phải anh. Vô ngủ thử đi. Yeah. Má nó khó quá sao vượt qua trời. Xe đẹp quá ha. Anh xe đẹp rồi á. 2 năm tuổi. Anh con này là cái gì nè? Kìa kìa, nó chỉ á. Đâu có đâu, mang về luôn kìa. Để ra thử thôi. À. Gì ghê vậy? Ủa là cái gì ta? Phan Anh ở đây nè, nó đọc ở đây nè. Ờ quên, mình phải mua một túi này á. Thì mình đâu có đem túi đâu đúng không? Ở đây là chỉ cho túi này thôi, không có túi nhựa. Mua. Ừ, kiểu mua, phải mua luôn. Lần sau có đi mua phải đem theo. Đi khá là nhiều cho nên bây giờ tụi mình sẽ đi về thôi mọi người ơi. Đi mua đồ nhiều. Kiểu đi mua đồ linh tinh. Mới đầu tính mua mấy cái cần thiết xong rồi cái đi vòng vòng thấy người ta cũng mở nhiều á nên là đi linh tinh. Hai mọi người. Mày mới bị hú á mọi người. Ôi dạ. Bị hú lắm lâu. Lẽ Bao La tính kết thúc cái video tại đây rồi, nhưng mà thật sự là Bao La cũng muốn cho mọi người xem. Hồi nãy Bao La vô H&M thì Bao La có mua mấy cái áo sale ở trong H&M. Thì mọi người đợi tí xíu nha, Bao La về Bao La sẽ mở cho mọi người xem. Hello mọi người, hồi nãy Bao La đi, Bao La có thấy
H&M sale đúng nhiều. Là mua mấy cái áo rất là rẻ luôn, sale rất là rẻ luôn. 299.000 cái áo thun màu trắng hay dây. Các bạn có thể thắt. Từ từ. Sau đó là cái áo màu vàng. Áo màu vàng này hồi xưa Bola cũng có một cái áo màu cam rồi, 299.000 H&M H&M nữa nè mọi người, 299.000. Nãy giờ là đã ba cái, lại là H&M nữa là 429.000 nha mọi người. Màu xanh lá quá trời đẹp, lá dứa luôn. Áo mèo profile, mèo profile này 499.000 thôi mọi người ơi. Nếu mà không phải là mùa sale thì chắc chắn có lẽ nó sẽ mắc hơn rồi. Nếu mọi người thích Stitch Disney nha mọi người. Trời ơi quá xinh xẻo, quá xinh xẻo. Áo thun bận cặp với lại pha sen nha mọi người, chỉ 169.000. Quá rẻ cho một cuộc tình phải không mọi người. Thật. Cái nãy áo tít là 399.000 thôi. Cái này áo dịch, cái này là dịch tweety, dịch tweety 429.000 nha mọi người. Áo này là mắc nhất. Áo này trời ơi một cái giá không tưởng nha, 199.000 thôi mọi người. Dạ đây có dây luôn. Ok, và cái này là rất là quan trọng, đây được cột tóc còn vào lúc trang điểm. Đây là cái quần mắc nhất, không có sale gì hết. Này hôm qua Kha đi vô Emon lần rồi nói là chắc không vừa đâu, nên vô thử vừa luôn. Cảm ơn mọi người. Nhớ like và subscribe cho Bola nha.